Biên tập viên Hoàng Cường sẽ chuyển đến quý vị những tin tức thể thao đáng chú ý. Vâng, chào anh ạ. Vâng, anh Hữu Trì, xin kính chào quý vị. Vâng, một buổi tối với rất nhiều cảm xúc, đúng không ạ? À, vâng, đúng vậy. Nhưng mà đã không có món quà Giáng sinh giống như là đội tuyển Việt Nam đã dành tặng người hâm mộ trong trận chung kết lượt đi năm 2008. Yeah. Rõ ràng là món lẩu Thái quá cay và chua đã khiến cho nhiều người bị sốc trong lần nếm lại này. Và phải thừa nhận rằng là đội tuyển Thái Lan ngày hôm qua đã chơi hay lại còn may, trong khi chúng ta lại chơi dưới sức. Áp lực tâm lý và cả những sai lầm cá nhân đã khiến trận đấu đã vượt khỏi tầm tay theo một cách khó đoán nhất. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã có một số sự thay đổi nơi đội hình xuất phát khi cho Văn Toàn đá chính, còn Thành Trung thay thế Bùi Tiến Dũng bị chấn thương nơi hàng phòng ngự. Khá đáng tiếc khi tình huống trượt chân ở phút thứ 14 của Hồng Duy đã tạo điều kiện để Chanathip Songkrasin ghi bàn mở tỷ số. Sau đó không lâu, cũng chính Chanathip kết thúc một pha phối hợp trung lộ hay của đội tuyển Thái Lan để nâng tỷ số lên 2-0. Hiệp 1 không phải là thời điểm mà đội tuyển Việt Nam chơi tốt, nhưng chúng ta cũng không thực sự gặp may với những quyết định khá khó hiểu của các trọng tài. Đây cũng là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam rất kém may mắn với những pha dứt điểm của Quang Hải. Có tới 2 lần trận này, những cú sút từ xa của Quang Hải tìm đến xà ngang và cột dọc. Hiệp thi đấu thứ hai chứng kiến áp lực lớn của đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã tạo ra rất nhiều sự thay đổi nơi hàng công và đội tuyển Việt Nam cũng đã có được những thời cơ dành cho Phan Văn Đức hay Hà Đức Chinh nhưng không thể tận dụng được. Cuối trận, đội tuyển Thái Lan được hưởng quả phạt đền, nhưng lần này Chanathip đã không thắng được thủ môn Nguyên Mạnh trong pha đối mặt. Sự tỉnh táo của Nguyên Mạnh đã giúp đội tuyển Việt Nam không thua thêm. Chúng ta thất bại với tỷ số 0-2 sau trận bán kết lượt đi, nhưng vẫn còn trận bán kết lượt về trước mắt để hy vọng. Lợi thế tạm thời thuộc về đội tuyển Thái Lan và hai đội sẽ gặp lại nhau vào ngày 26 tháng 12. Trận đấu này đúng là chỉ có 3 ngôi sao: Quang Hải, Chanathip và ông trọng tài người Qatar. Tình huống này mà các trọng tài cho rằng Đức Chinh rơi vào thế việt vị thì thật khó có thể chấp nhận. Đó chỉ là một trong rất nhiều những quyết định khó hiểu của ông trọng tài đã gây ra những bức xúc cho người hâm mộ và sự ức chế với chính học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới cục diện cũng như kết quả của trận đấu. Tình huống gây bức xúc đầu tiên của trận đấu là pha đánh nguội của hậu vệ Theathorn Bumathan với Quang Hải. Chọn chiếc cùi chỏ của Theathorn đã đáp vào mặt của Quang Hải, nhưng không có tiếng còi nào được cất lên. Trọng tài chính có thể không nhìn thấy, nhưng pha bóng này diễn ra ngay trước mặt trọng tài biên. Không hiểu vì lý do gì, ông trọng tài cầm cờ này đã không phất cờ báo lỗi. Ở hiệp 2, chính vì trọng tài biên này tiếp tục có tình huống nhận định sai. Lần này, ông phất cờ cho một tình huống đáng lẽ ra không có chiếc cờ nào được phất cả. Hà Đức Chinh đã đứng trên các hậu vệ của Thái Lan và tiền đạo của đội tuyển Việt Nam không rơi vào thế việt vị. Đó là hai pha bóng mà các trọng tài đã mắc sai lầm. Còn trong những trường hợp gây tranh cãi 50-50, quyết định bất lợi đều nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Trước hết là tình huống thủ môn Chát Trai Kupon kéo áo Văn Toàn khi cầu thủ này thoát xuống rất nhanh để mở ra cơ hội ghi bàn thuận lợi. Nhìn kỹ hơn, Chát Trai Kupon cũng đã bắt bóng ở ngoài vòng cấm trước khi tiếng còi thổi phạt cất lên. Nhiều nhận định cho rằng thủ môn Chát Trai xứng đáng nhận thẻ đỏ, nhưng ở góc độ của trọng tài, thủ môn này chỉ nhận thẻ vàng. Không dừng lại ở đó, trọng tài đã không cho đội tuyển Việt Nam hưởng quả đá phạt đền trong tình huống Kistan Đỗ va chạm với Quang Hải trong vòng cấm địa. Trọng tài đã lắc ở pha bóng này nhưng lại gật ở pha bóng tranh cãi khác khi Supachai và Duy Mạnh va chạm với nhau trong vòng cấm. Kết quả sau đó, Duy Mạnh chấn thương lật khớp vai và không thể thi đấu phần còn lại tại AFF Cup 2020. Một buổi tối đầy tranh cãi khép lại với tình huống Oyarzabal Pohan phá bóng lóng ngóng để bóng chạm tay trong vòng cấm, nhưng trọng tài chính người Qatar một lần nữa nói không. Tôi không muốn nhắc tới chuyện trọng tài nữa. Nếu có thể, anh ta nên xem lại các tình huống và quyết định của mình. Đây là trận đấu mà cả hai đội đều áp lực cả. Tiếc là bàn thua đầu vừa sớm vừa dễ. Văn Thanh, Hồng Duy đã nỗ lực hết sức. Tất nhiên có sai sót, nhưng đó là chuyện bình thường của bóng đá. Các cầu thủ đã nỗ lực hết sức mình. Theo tôi biết, ở Việt Nam, báo chí cũng nói về việc sử dụng cầu thủ ở đội tuyển. Đội Thái Lan cho cầu thủ trụ cột nghỉ trận gặp Singapore, nhưng thực tế hiệp 2 chúng tôi thể lực tốt hơn. Hôm nay tôi dùng Công Phượng và Văn Toàn để khoét hai cánh nhưng không thành công. Chúng tôi thua hai bàn sớm và hiệp 2 chơi với sơ đồ 3-5-2 đúng với ý đồ nhưng lại thiếu may mắn. Một tin không vui về lực lượng khi Duy Mạnh bị trạch khớp vai và sẽ không thể thi đấu cho tới hết giải. Quá nhiều những tổn thất với đội tuyển Việt Nam sau trận đấu, nhưng hơn lúc nào hết, các cầu thủ cần phải bình tĩnh, cố gắng hồi phục thật nhanh, bởi còn trận lượt về là vẫn còn hy vọng và vẫn còn cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo tới động viên từng cầu thủ, khi mà nhiều học trò của ông cho thấy sự thất vọng và buồn bã. Chính các cầu thủ cũng chia sẻ với nhau và cùng động viên nhau làm lại ở trận đấu lượt về.
Sau trận, các trợ lý của tôi đã động viên các cầu thủ là còn lượt về. Khoảng cách hai bàn vẫn có thể san lấp bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ gặp và trao đổi, thảo luận về trận đấu vừa qua và đưa ra kế hoạch cho lượt về sau. Và đội tuyển Việt Nam vẫn đủ sức đưa cuộc đấu về thế cân bằng. Rõ ràng, điều cần thiết với đội tuyển là quên đi thất bại ở lượt đi, có sự hồi phục tốt để hướng tới trận lượt về. Bản thân huấn luyện viên Park Hang-seo dù bức xúc với nhiều quyết định của trọng tài, nhưng cũng không muốn bình luận nhiều vì trận đấu đã kết thúc. Ông chỉ kiến nghị AFF Cup nên sử dụng VAR đợt tới để công bằng hơn. Còn đội tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực cho trận đấu lượt về vào ngày 26 tháng 12. Vâng, chúng ta hãy cùng nỗ lực để cho cơ hội ở trận lượt về. Cảm ơn anh với những thông tin vừa rồi.